Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Người phụ nữ giàu có ở Vermont bỏ hết cơ nghiệp làm nhà của Đức Trinh Nữ Maria giống hệt ở Ephesus. Thượng viện Louisiana công nhận ngày 1 tháng 5 là ngày thánh Joseph. Hồng Idolin nhấn mạnh các mục tiêu chung khi xuất hiện với nhà lãnh đạo Mormon. Đức tổng giám mục Gomez nói: Các nhà truyền giáo công giáo như thánh Junipero làm chứng cho niềm tin Hoa Kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Người phụ nữ giàu có ở Vermont bỏ hết cơ nghiệp làm nhà của đức trinh nữ Maria giống hệt ở Ephesus. Nhà cầu nguyện của Đức Mẹ Epheso ở tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ là một bản sao chính xác ngôi nhà của Đức trinh Nữ Maria ở Epheso, nơi Đức Mẹ đã sống cầu nguyện với Thánh Gioan trong những năm cuối đời. Tôi muốn mọi người biết rằng Chúa của chúng ta đã ban cho chúng ta một món quà bất ngờ tại đây, ở Vermont này và hy vọng mọi người có thể đến và cầu nguyện để cảm ơn Ngài vì điều đó. Mary Fraser Terinelli, chủ sở hữu của một trang trại rất lớn, tọa lạc tại thị trấn Jamaica ở tiểu bang Vermont nói. Trang trại của cô nằm cách Burlington 120 dặm, tức là hơn 193 km về phía nam. Terinelli đã hiến trọn khu đất rộng 190 mẫu anh của cô làm khu vực hành hương và cầu nguyện. Giữa khu đất của cô là ngôi nhà giống từ chi tiết một so với ngôi nhà của đức trinh nữ maria ở epheso đó là bản sao duy nhất có mặt ở hoa kỳ theo tarinelli trên toàn thế giới chỉ bốn hoặc năm ngôi nhà như thế nhà cầu nguyện của đức mẹ epheso bao gồm phòng khách nhà nguyện cửa hàng nhà bếp nghĩa trang lối đi lần hạt và đài tưởng niệm chân phước anne catherine emmerich Tarinelli nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng cô đã thiết lập ngôi nhà giống với bản gốc nhất có thể. Bàn thờ, các bức tranh trên tường, nền đá và tượng Đức Mẹ Maria không tay và không mũi đều phỏng theo ngôi nhà ở Ephesus. Tôi không nghĩ ai có thể làm giống hơn những gì chúng tôi đã làm ở đây, Tarinelli nói. Mẹ của bà Tarinelli đã nhận được điều mà bà coi là một phép lạ tại nhà của đức mẹ ở epheso thổ nhĩ kỳ sau biến cố đó hai mẹ con bay qua bay lại giữa hoa kỳ và epheso để tìm cách thực hiện bản sao ở hoa kỳ việc xây dựng bản sao bắt đầu vào năm 2002 và hoàn thành vào năm 2006. Tarinelli đã liên lạc với Vương cung Thánh đường Quốc gia Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C và yêu cầu được phép xây dựng một ngôi nhà nguyện để tôn vinh Đức Mẹ Epheso. Nhận được sự chấp thuận cho một ngôi nhà nguyện như thế nhanh hơn mức cô mong đợi, Tarinelli tự hỏi làm thế nào cô có tiền để xây dựng nhà nguyện. Tarinelli biết cô đang gặp rắc rối. Cô gọi cho những người bạn của mình tại Hiệp hội Epheso Hoa Kỳ và kể cho họ nghe về hoàn cảnh của cô và họ đề nghị trả mọi chi phí cho nhà nguyện này. Tarinelli tin rằng lời chuyển cầu của Đức Mẹ đã mang nhiều người đến nhà cô để giúp đỡ và cầu nguyện. Bất kỳ ai ở đây đều đã đến vì Đức Mẹ đưa họ đến đây, cô nói với CNA. Tarinelli đã dâng toàn bộ tài sản của mình cho giáo phận với ước nguyện một dòng tu cuối cùng sẽ sống ở đây để bảo tồn ngôi nhà Đức Mẹ, vùng đất và sự im lặng. Thượng viện Louisiana công nhận ngày 1 tháng 5 là ngày thánh du xe thợ. Thượng viện tiểu bang Louisiana đã thông qua nghị quyết công nhận ngày 1 tháng 5 là ngày thánh du xe thợ trong tiểu bang. Nghị quyết đã được thông qua theo tinh thần của năm thánh du xe mà nghị quyết nói rằng được truyền cảm hứng bởi nhu cầu gia tăng nhân đức trên thế giới. Nghị quyết được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Fred Mills và đã được nhất trí thông qua đã được Bộ trưởng Ngoại giao Kyle Adron ký ngày 28 tháng 5. Thường viện của chúng tôi rất phò sinh, rất công giáo và rất kỳ tô giáo. Thượng nghị sĩ Mills nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. Đó có lẽ là dự luật dễ dàng nhất mà tôi đã làm trong 14 năm làm việc trong cơ quan lập pháp. Nghị quyết cũng tuyên bố rằng, Thượng viện Louisiana công nhận và kỷ niệm khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm nay là năm của Thánh Xe. Nghị quyết cũng công nhận ngày 1 tháng 5 là ngày dành riêng cho những người đàn ông và phụ nữ Louisiana đang làm việc, thức dậy mỗi ngày và làm việc chăm chỉ để chu cấp và vun vén cho gia đình, cộng đồng của họ, bang Louisiana và hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sau khi ký quyết định một bản sao đã được gửi đến hàng giáo phẩm địa phương. Hồng y Dolan nhấn mạnh các mục tiêu chung khi xuất hiện với nhà lãnh đạo Mormon. Xuất hiện cùng với tổng giám mục Công giáo của New York, một trưởng lão của giáo hội các thánh ngày sau hết của Chúa Giêsu Kitô đã nêu bực những trường hợp hợp tác giữa nhà thờ Mormon và giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ. Trưởng lão Quentin Cook thuộc nhóm 12 vị sứ đồ của Mormon đã xuất hiện cùng với Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo diễn ra tại Đại học Notre Dame. Trong bài thuyết trình tại hội nghị, Cook nhấn mạnh hơn 200 dự án mà giáo phái Mormon đã hợp tác với dịch vụ cứu trợ công giáo kể từ năm 1985 – cùng với hơn 40 dự án với Caritas, 99 dự án với tổ chức bác ái công giáo và gần 300 dự án với dịch vụ cộng đồng công giáo. Đáng chú ý, vào năm 2016, giáo phái Mormon đã viện trợ 1.25 triệu Mỹ Kim cho các nỗ lực cứu trợ người tị nạn của công giáo. Vào năm nay, giáo phái Mormon đã quyên góp 5 triệu đô la được chia cho chính cơ quan. Một trong số đó là Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cũng cho các nỗ lực tái định cư người tị nạn. Đức Hồng Y Đô cho biết giáo phái mô mình và giáo hội công giáo đã trở thành đồng minh trong rất nhiều công việc bác ái, chẳng hạn như các dự án viện trợ nhân đạo và các dự án đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Khi bạn nói về những cốt lõi của niềm tin, bạn đang nói rằng chúng ta là con cái của một thiên chúa thật, đứng đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh ngài và giống ngài, đứng yêu thương chúng ta say đắm. Đứng muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách yêu thương nhau như anh chị em, Đức Hồng Y đôi lần nói. Đó là tín lý, đó là sự mặc khải của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta không thể hòa hợp với nhau, điều đó vô cùng tội lỗi và tai tiếng phải không nào? Bạn có nghĩ như thế không? Giáo phái mô mình không tin vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như chúng ta, được thành lập vào thế kỷ 19 tại New York. Đức Tổng giám mục Gomez, các nhà truyền giáo công giáo như Thánh Junipero làm chứng cho niềm tin Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Jose Gomez nói hôm thứ Sáu 2 tháng 7 rằng các nhà truyền giáo công giáo đầu tiên đến nơi ngày nay là Hoa Kỳ đã là những nhân chứng cho niềm tin của người Mỹ rằng tất cả mọi người đều có quyền sống và quyền tự do. Bắt đầu từ những năm 1500, các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha đã giao truyền tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc bản địa từ Georgia và Florida ngày nay đến Texas và Nam California. Các nhà truyền giáo người Pháp đã thánh hiến các vùng đất từ vùng Đại Hồ đến vịnh Mexico cho Đức Trinh Nữ Maria. Đúng là những người truyền giáo này đã không nhúng tay vào việc phát triển các tài liệu hoặc thể chế thành lập nước Mỹ, nhưng sứ mệnh của họ là làm chứng nhân cho tinh thần Mỹ đích thực xuyên suốt lịch sử của chúng ta và được thể hiện trong tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của chúng ta. Ngài nhận định rằng, có một sự phù hợp để tổ chức lễ tưởng niệm Thánh Junipero Serra ba ngày trước ngày độc lập, bởi vì Thánh Junipero không chỉ là tông đồ của California, Ngài còn là một trong những người cha sáng lập nước Mỹ lịch sử là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau như một quốc gia cách chúng ta nhớ lại quá khứ định hình cách chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta trong hiện tại và giúp xác định ý nghĩa và mục đích của chúng ta với tư cách là một dân tộc đức tổng giám mục viết ngài phàn nàn rằng sự chia rẽ ở mỹ đang nổ ra trong các cuộc tranh luận gay gắt trong hội đồng trường học cơ quan lập pháp và truyền thông về ý nghĩa của lịch sử Hoa Kỳ và cách kể câu chuyện quốc gia của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu đế Giêsu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.